Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe touring cao cấp bên Yamaha mới về, Meteor Speeder T3. Và trước đây em có giới thiệu bác cái mẫu Meteor Speeder T dòng Speeder 500. Thì nay em về một mẫu Speeder T3, mẫu cao cấp hơn so với những mẫu trước đây em đã về. Được trang bị với củ đèn 1.5, vành cặp Shimano Tiagra. Và xe còn rất là mới, đánh giá tầm trên 90% xe. Với tông màu chủ đạo là tông màu trắng, điểm chỉ đen đỏ trên khung xe. Và bây giờ xin mời nhà tổng về giới thiệu chiếc xe. Mà rất nhiều các bác hỏi em về những dòng xe touring cao cấp, thì nay em về một chiếc Meteor Speeder T3. Các bác ở lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu Speeder, model Speeder T3. Khung nhôm aluminum 6061. Thì như các bác biết thì cái dòng nhôm xương nhẹ nó là dòng nhôm cao cấp 6061, dành cho các dòng xe đạp thể thao cao cấp hơn. Xe được trang bị với dây êm sườn chạy trên khung xe bên phía đằng sau. Tem đỏ đen, mẫu hàng xuyên xuất Âu. Đây là mẫu Speeder T3 chuyên xuất tại thị trường Âu đúng không nhé. Các bác ở lên trên mạng chỉ cần gõ Meteor Speeder T3 là ra cái mẫu model của xe. Và giá thành của xe rất là cao. Ghi đông của Ford chính hãng với bản nho xe của Meteor. Tay lắm S-Ram, tay lắm thương hiệu ở Mỹ. Đấy, cầm rất là êm và chắc tay luôn nhá. Tay lắm S-Ram luôn này. Phanh V Avid cũng có thương hiệu Mỹ. Trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano. Đây là quả chuông Đông Tây Nam Bắc. Bản nho xe. Đằng sau sử dụng mới phanh Avid, cũng là phanh chính hãng của thương hiệu Mỹ. Trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Tay lắm S-Ram. Phanh trước và phanh sau sử dụng phanh V của Expedition. Đằng trước là cái logo của Meteor bằng nhôm CMC. Càng chính hãng của Meteor Speeder. Căm này, các bác nhìn thấy căm này rất sáng, bóng căm inox cho bác nhé. Nó mang một chút hơi cổ điển và sang trọng cho chiếc xe với tông màu trắng. Mayer cặp chính hãng của Shimano Tiagra. Rất là hiếm về bên em dòng xe Shimano, dòng Mayer. Shimano Tiagra là rất là ít với cửa hàng bên em. Nay em về một chiếc Mayer cặp chính hãng của Shimano Tiagra. Mayer cao cấp, vành nhôm 2 lớp. Lốp là lốp của Dixiton. Vành 650. Bên dưới khung xe là có cái thông tin chính hãng của dòng xe Meteor. Chính hãng với bản theo xe. Sáng là bóng cái đỡ cọc yên của nó rất là cao cấp. Cọc yên của Expedition cũng là thương hiệu gắn liền với Meteor Speeder. Yên Expedition nguyên quam lê của xe, nguyên bản cho xe. Giá bình nước nhôm nguyên bản cho xe. Đùi đĩa trục dốc FSA đến từ thương hiệu Mỹ, trang bị với 3 tầng đĩa. Gạt đĩa của Shimano. Củ đề cao cấp chính hãng của Shimano 1.5. Củ đề 1.5. Trang bị với 9 tầng lip. Đằng sau sử dụng với cam inox rất sáng và bóng. Mayer chính hãng của Shimano Tiagra, Mayer cặp. Sử dụng phụ kiện của Mission.
chính hãng của Meridian Speeder T3. Vành đằng sau là vành 650. Một mẫu xe tô đinh cao cấp, còn rất là mới về bên em. Trang bị với củ đề 1.5 Mayer cọc Tiagra, đùi trục rỗng. Và thương hiệu của xe rất là tên tuổi, Meridian Speeder T3, chuyên sản xuất trên thị trường châu Âu. Các bạn lên trên mạng tham khảo thêm về cái mẫu Speeder T3. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 46. Chiều cao ngang khung là size 50. Khi là các bác cao từ 1m6 đến tầm 1m7 đổ lại đi vừa. Bây giờ xin vào những chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với củ đề 1.5 lên lip. Thúng lip và rất là chân chu mượt mà, củ đề cao cấp 1.5 nhá. Đùi đĩa thủ rỗng FA, thúng đĩa lên đĩa. Rất là bon xe. Mayer cặp chính hãng của Mayer Tiagra. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Touring Media cao cấp model Speeder T3, xe trang bị với củ đề Shimano 1.5 Mayer cặp Tiagra. Và xe giá rất tốt bên em là 8.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác là quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một ngày các bác chơi ngày mai.